Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin chi tiết cho biết hội nghị nguyên tử cấp cao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã được diễn ra tại thành phố New York. Các giới chức cấp cao thuộc chính phủ Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã vừa nhóm họp tại thành phố New York vào tối thứ Tư ngày 30 tháng 5 nhằm thảo luận về tương lai của chương trình thử nghiệm vũ khí nguyên tử, cũng như là cuộc hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra tại Singapore giữa Bình Nhưỡng và Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và cố vấn chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-choi đã cùng nhau ăn tối và trò chuyện trong vòng 90 phút. Tuy nhiên, chính phủ không tiết lộ nội dung cuộc họp giữa hai bên. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tòa Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể sẽ diễn ra theo đúng lịch trình, tức vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Mặc dù vài ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử này. Sau nhiều năm xảy ra căng thẳng, Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã đồng ý giảm bớt niềm căng thẳng này. Tuy nhiên, tiến trình hòa đàm đang bị đe dọa vì Bình Nhưỡng liên tục lên án các cuộc tập trận song phương giữa Washington và Hán Thành. Thưa quý vị, số người bị thiệt mạng trong siêu bão Maria trên hòn đảo Puerto Rico nay đã gia tăng lên mức 4.645 người. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy siêu bão Maria xảy ra vào năm 2017 đã cướp đi sinh mạng của 4.645 người tại Puerto Rico, cao hơn nhiều so với báo cáo trước đó của chính phủ. Các nghiên cứu ước tính hầu hết những người bị thiệt mạng vì trận thiên tai đã qua đời trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Nhiều người trong số này đã chết vì bệnh tật. Đây được xem là cơn bão kinh hoàng nhất từng được ghi nhận xảy ra trong suốt 90 năm vừa qua. Tiến trình cứu người chậm chạp và cúp điện trong suốt nhiều tháng đã khiến chính phủ Donald Trump đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía người dân trên đảo Puerto Rico. Sau khi bão Maria đổ bộ vào Puerto Rico và vùng Caribbean vào cuối tháng 9, hơn 95% các địa điểm trên đảo đều không thể hoạt động và gần như không có điện, gây đau khổ cho nhiều người dân. Nhiều người Puerto Rico đã bày tỏ nguyện vọng sang định cư ở tiểu bang New York hoặc tiểu bang Florida do hai khu vực này có đông người thuộc sắc dân của họ sinh sống. Cơ quan FEMA dự đoán tiến trình tái thiết sau cơn bão sẽ phải mất nhiều năm. Lệnh di tản khẩn cấp vì núi lửa đã tiếp tục được ban hành trong vùng Big Island của tiểu bang Hawaii. Những dòng nham thạch nóng chảy hiện đang không ngừng phun trào ra khỏi hỏa diệm sơn Kilauea, buộc giới chức trách tiểu bang Hawaii phải tiếp tục ban hành lệnh di tản khẩn cấp trong khu vực Big Island vào thứ Tư ngày 30 tháng 5. Truyền thông địa phương cho biết cư dân sinh sống trong khu vực Vacation Land và Kapoho Community đã được kêu gọi rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh đợt phun trào vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống và nham thạch vẫn đang tràn ra các con đường, điển hình là xa lộ Highway 132. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp ước tính có khoảng 500 ngôi nhà tại hai khu vực Kapoho và Vacation Land đang có nguy cơ bị dung nham thiêu cháy. Kể từ khi hỏa diệm sơn Kilauea bắt đầu phun trào cho bụi vào ngày 3 tháng 5 đến nay, gần 2.500 người dân đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thị trưởng quận Hawaii Harry Kim đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ra thêm 60 ngày để tạo thời gian cho các chuyên gia xây dựng các khu lều tạm trú. Thưa quý vị, một người bị thiệt mạng sau vụ tai nạn phi cơ ở tiểu bang Oklahoma. Một vụ tai nạn phi cơ kinh hoàng đã vừa xảy ra trong khu vực cách thành phố Oklahoma City, tức thủ phủ của tiểu bang Oklahoma, khoảng 30 dặm về phía Tây, vào ngày thứ Tư 30 tháng 5, khiến cho một người bị thiệt mạng. Nạn nhân được xác nhận là viên phi công điều khiển chuyến bay. Dựa vào thông tin ghi nhận từ Sở Cảnh sát, tai nạn đã xảy ra gần góc đường Manning và Memorial thuộc mạng Tây Bắc thành phố, sau khi chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu và trúng một tòa tháp truyền hình, sau đó rớt xuống một con mương. Giới chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính của công ty và viên phi công nêu trên đang theo làm. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang được cơ quan hàng không FAA điều tra. Cư dân ở địa phương đã được khuyến cáo tránh đi lại trên đường Memorial và Manning, nối liền giữa hai thành phố Yukon và El Reno. Thống đốc tiểu bang North Carolina ban bố tình trạng khẩn cấp vì cơn bão Alberto. Những hệ lụy của cơn bão nhiệt đới Alberto hiện đang mang tới nhiều cơn mưa nặng hạt và gió mạnh, đồng thời gây nên tình trạng lũ lụt dẫn tới sạt lở đất tại một số khu vực ở tiểu bang North Carolina vào thứ Tư ngày 30 tháng 5. Thống đốc của tiểu bang này là ông Roy Cooper đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp để người dân có thể nhận được viện trợ từ phía chính quyền liên bang. Sinh hoạt của cư dân tại đây đang bị xáo trộn do mực nước trên các con sông dâng cao. Mưa tiếp tục rơi buộc thống đốc Roy Cooper phải ban hành lệnh cảnh báo đi lại. Nhiều nhà dân và cơ sở thương mại đã được di tản khẩn cấp tới nơi an toàn gần với Lake Tahoma vì giới chức trách lo ngại các con đê có thể bị vỡ. Hai nhân viên dọn dẹp đường phố đã may mắn thoát thân khi đang làm nhiệm vụ.
Alberto là cơn bão đầu tiên trong mùa Hurricane năm 2018. Mùa bão năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm trước đây. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kiến nghị hôm nay giảm 251.94 điểm, ngừng lại ở mức là 24.415.84 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 20.34 điểm, dừng lại ở mức là 7.442.12 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 18.74 điểm, ngừng lại ở mức là 2.705.27 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.82%. Đồng thời, giá dầu thô trên ngày hôm nay là 66.98 đồng trong một thùng dầu thô, đã giảm đi 1.80 đồng trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.299.30 đồng trong một ounce, đã tăng là 0.17 đồng trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.620.000 đồng một lượng, bán ra là 36.680.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.840 đồng tiền Việt Nam. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.